đây là đường rẽ hoặc ngắn, trong ngoài kia lao kia thôi, nhưng mà trông thật còn non lắm, trông thì thật non lắm. Này lạnh chết khiếp đi được. Này là vách núi đá, thấy chưa? Con núi này nó lạnh lẽo ở trong một trời, tuyết phủ hết. Những cái cây này thì tuyết phủ nửa cây, còn mỗi tí ở phía trên. Nó lao vào chỗ đấy thì là tình nguy hiểm. Coi lạnh quá, tắt.